Mảnh đất Trà Vinh, ghé ngang ăn bánh tét Trà Vuông trọng tình, người đẹp quý vị.
nhớ lại mẹ rụng con người cái rụng vô cho em nhầm dung. Chiều trách nhiệm khi bảo chuyện nghe cảm tả khóc nhé Hoàng Minh Cường. Chào khán giả con, nói chào khán giả gì? Chào đó quý vị, dạ. Dạ nên nói đầu tiên cho quý vị được đến toàn thể tất cả quý vị có mặt trong chương trình nhạc tối đêm nay là chúc sức khỏe và chào thân thương nhất nha. Đây là vẫn tình đêm kinh hoàng và chỉ có một đêm duy nhất thôi và chúng ta sẽ được gặp gỡ cho luôn cùng với khách mời cực kỳ đặc biệt đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Phương sẽ được đồng hành với vẫn tình tối đêm nay.